Ngày 28 tháng 11, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo đã chấp thuận đưa 50 nữ tù nhân Palestine vào danh sách các tù nhân dự kiến được trả tự do nếu có thêm con tin Israel được phóng thích khỏi Gaza. Cùng ngày, Cơ quan Quản lý Nhà tù của Israel cho biết, 33 tù nhân Palestine đã được thả trong đêm theo các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn. Ngày 27 tháng 11, phong trào Hamas cũng đã bàn giao nhóm con tin thứ tư bị giam giữ ở giải Gaza cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Trước đó cùng ngày, phong trào Hamas đã xác nhận việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 48 giờ. Trong một diễn biến khác, một quan chức Mỹ cho biết trong tuần này, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ có chuyến đi thứ ba tới Trung Đông kể từ khi bùng phát xung đột Hamas-Israel.